Vào tháng 10 năm 2019 vừa qua, một sự kiện đáng chú ý tại tỉnh Bình Dương thu hút sự quan tâm của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh bất động sản khi Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm, và mức điều chỉnh tăng tối thiểu 45% và mức tăng cao nhất lên đến 95% so với hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu khiến giá đất tăng do phát triển hạ tầng. Một số khu vực được công nhận đạt chuẩn đô thị loại 1, loại 2. Một số xã chuẩn bị lên phường, thị trấn, thị xã Dĩ An, Thuận An chuẩn bị lên thành phố. Việc ban hành bảng giá các loại đất tại các khu vực đô thị sẽ góp phần giãn dân ra khu vực ngoại thành, vì giá đất tăng sẽ tạo áp lực tài chính lên đền bù giải phóng mặt bằng và chuyển nhượng, chuyển đổi công năng mục đích sử dụng sang đất thương mại và đất ở lên các doanh nghiệp bất động sản. Khi triển khai dự án, các doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi toàn bộ diện tích lên đất theo đúng công năng. Và như vậy, để đảm bảo lợi nhuận, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn các điểm đầu tư xa trung tâm để triển khai thuận lợi hơn, qua đó góp phần phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Cụ thể, thành phố Thủ Dầu Một tăng bình quân 50% so với bảng giá đất hiện hành. Thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An tăng bình quân 95%. Thị xã Bến Cát và thị xã Tân Nguyên tăng bình quân 60%. Huyện Bầu Bàng và huyện Bắc Tân Nguyên tăng bình quân 80%. Huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng bình quân 45% so với bảng giá đất hiện hành. Nhiều chuyên gia địa ốc dự báo, việc bảng giá đất được điều chỉnh tăng sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của thị trường bất động sản Bình Dương, nhất là khu vực thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An và Dĩ An, do tác động từ nguồn cung hạn chế, và khu vực Bến Cát, Bầu Bàng, Tân Nguyên sẽ rất tiềm năng khi giá bất động sản ở đây chỉ trên dưới 10 triệu đồng một mét vuông, thấp xa so với thị xã Thuận An và Dĩ An, bình quân khoảng 35 triệu đồng một mét vuông, hay thành phố Thủ Dầu Một 40 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Chính điều này sẽ tạo nên sức hấp dẫn rất lớn, thu hút dòng vốn đang đổ vào thị trường Bến Cát, Bầu Bàng, Tân Nguyên trong những tháng cuối năm để đón đầu cơ hội. Bình Dương là thành phố công nghiệp nên mọi thứ liên quan đến công nghiệp đều rất có tiềm năng phát triển, và bất động sản cũng vậy. Vì thế, các nhà đầu tư nên đổ tiền vào các dự án gần các khu công nghiệp lớn để đón đầu tiềm năng này. Được biết, năm 2020, Bình Dương sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn trong vùng, tập trung chuyển đổi công năng các khu công nghiệp ở khu vực phía Nam và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao ở phía Bắc. Theo đó, sẽ tạm ngưng phát triển các khu công nghiệp tại Dĩ An, Thuận An, chuyển sang Bến Cát, Bầu Bàng, Tân Nguyên. Hiện Bến Cát có 8 khu công nghiệp với hơn 40.000 chuyên gia và 300.000 người lao động. Trong tương lai, khi Trường Đại học Việt Đức quy mô 12.000 sinh viên quốc tế đi vào hoạt động, các khu công nghiệp chuyển vào đây, thì nhu cầu căn hộ cho chuyên gia nước ngoài, sinh viên quốc tế sẽ rất lớn. Còn Bầu Bàng, Tân Nguyên hiện đang có hàng chục ngàn công nhân lao động và chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp. Và đây chính là nguồn khách hàng rất lớn cho các dự án bất động sản, kể cả những người có ý định mua đất để xây nhà cho thuê, đặc biệt là đối với những dự án như khu nhà ở dành cho chuyên gia và công nhân thì lại rất có tiềm năng. Nhiều chuyên gia nhận định thời điểm này là thời điểm vàng để nhanh chóng sở hữu bất động sản, vì giá đất lúc này đang còn rẻ, dễ sở hữu, phù hợp tài chính đại bộ phận người dân. Từ năm 2020 trở đi, khi Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024, thì giá bất động sản các khu vực sẽ tăng lên từ 45% đến 95% so với giá đất hiện nay.